Trương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý anh chị và các bạn thân mến, sống ở trên đời thì ai cũng muốn kéo được nhiều may mắn, làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an nhiên, chẳng phải lo nghĩ điều gì. Con cái thì biết tu tâm dưỡng tính, chăm ngoan nghe lời cha mẹ. Tuy nhiên, điều đó có phải là đang quá xa vời đối với chúng ta? Bởi lẽ có người thì gia đình ôn hòa nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo gánh vác rất nhiều trên vai. Cũng có những người thì kinh tế ổn định nhưng lại không được hạnh phúc và trọn vẹn. Thiết nghĩ đó cũng là lẽ thường tình đúng không? Và trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của nữ mệnh tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch. Trong tháng 6 âm lịch tới đây thì vận trình công danh sự nghiệp tài lộc của nữ mệnh tuổi Sửu sẽ ra sao? Trong tháng thì con giáp này sẽ có con đường thần tài mở kho mà ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh sự nghiệp thì con giáp này có những khó khăn trắc trở nào hay không? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong tháng này? Và để nắm rõ hơn được vận trình của mình ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay để nắm được chi tiết và cụ thể. Trước khi đi vào nội dung chính thì quý vị hãy nhớ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Sau đó nhấn vào biểu tượng nút chuông để theo dõi tử vi. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Tháng này sẽ là tháng khiến cho những nữ mệnh chủ tuổi Sửu gặp phải nhiều điều xui và đặc biệt nhất đó là cần tránh các ngày âm lịch mùng 7 tháng 6, tức 27 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và nữ mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Ngày âm lịch 19 tháng 6, tức mùng 8 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 và nữ mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn. Chi tiêu tiền của vào những việc không cần thiết thì không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ, hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường sự nghiệp, công danh, sức khỏe. Các ngày tốt đối với nữ mệnh chủ tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Ngày âm lịch 12 tháng 6, tức ngày mùng 1 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Ngày âm lịch 24 tháng 6, tức ngày 13 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi của tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch, nữ mệnh tuổi Sửu vẫn giữ được phong độ trong công việc, song lo được cho công việc thì lại không quản được tình yêu, vận trình tình duyên xuống dốc trầm trọng. Tử vi tháng 6 âm lịch của nữ mệnh tuổi Sửu vào tháng 6 âm này thì thật tốt vì được quý nhân phù trợ nên công việc khá thuận lợi. Bạn sẽ tìm được lối đi riêng cho mình. Mặc dù mới đầu có chút chông gai nhưng mọi chuyện sẽ dần dần ổn định. Tháng này có thể bạn sẽ được thăng tiến trong công việc và gặt hái được thành quả mà suốt quãng thời gian trước bạn đã cố gắng. Về tình cảm, nữ mệnh tuổi Sửu độc thân tháng này không bị sốt ruột vì chuyện tình cảm. Vận may tình cảm của tháng này cũng không cao, nhưng thú vị thay là họ cũng chẳng bận tâm mấy vì điều đó.
Người độc thân cứ đủng đỉnh chẳng vội vàng, người có gia đình thì không để tâm nhiều đến việc chăm sóc vun vén tình cảm do bận rộn công việc. Điều này hoàn toàn không tốt. Bận rộn đến mấy thì cũng chớ quên thời gian cho gia đình. Nhìn chung, đời sống tình cảm của bạn vào tháng này bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra nhưng không ảnh hưởng nặng nề đến tổ ấm. Việc xảy ra những mâu thuẫn cãi vã trong tình yêu là chuyện không thể tránh khỏi. Bởi trong cuộc sống này, chẳng có ai là hoàn hảo và cũng chẳng có ai là thập toàn thập mỹ. Chính vì thế mà hãy nghĩ thoáng ra một chút, sống chân thành hơn, bỏ qua những sai lầm nhỏ, hạnh phúc sẽ êm đềm và trọn vẹn hơn. Đồng thời, để tăng cường hòa hợp, nhân duyên cho mình, mệnh chủ hãy mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long, tị, dậu, sửu để sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, tăng cường nhân duyên cho mình. Về sự nghiệp của nữ mệnh tuổi sửu, nếu mệnh tuổi sửu tháng này thì có thể được thăng chức, tăng lương, thu nhập tăng. Bạn cũng có thể có lãi từ đầu tư tài chính từ những tháng trước đó. Tuy nhiên, vận may này không quá lớn, thế nên không quá tự tin vào các khoản đầu tư lớn. Nếu không, sẽ thất bại, mất tiền. Nên coi đây là giai đoạn nền móng, chuẩn bị cho những bước tiến dài vào những tháng tới. Thay vì chi tiêu bừa bãi mà không tính toán. Tháng này tuổi Sửu có thể có bước tiến tốt hơn trên con đường công danh. Bằng năng lực của mình, tuổi này có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong sự nghiệp, trở nên nổi bật trước các đối thủ. Nếu bạn bước vào thương trường hoặc tham gia cạnh tranh để giành một vị trí nào đó trong công sở, thì hãy tự tin thể hiện bản thân vì bạn có vận may thành công cao. Để không bị tiểu nhân ám hại cản con đường công danh sự nghiệp tài lộc, những nữ gia chủ tuổi Sửu nên mang bên mình pháp khí phong thủy, được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa trưởng khí tốt, giúp vạn sự hanh thông tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các nữ gia chủ tuổi Sửu. Về sức khỏe của nữ mệnh tuổi Sửu tháng này tốt, trạng thái tinh thần và thể chất nhìn chung không có dấu hiệu nguy hại to lớn nào. Hẳn nhiên là khó tránh được bệnh vặt, tuy nhiên tinh thần thì bạn tích cực, lạc quan thì mọi việc sẽ ổn. Người trẻ nên kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi người trung niên thì nên hạn chế thức khuya, tập luyện hợp lý. Phụ nữ tuổi Sửu nên chú ý các bệnh lặt vặt như phụ khoa, đau dạ dày, bản mệnh căng thẳng mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn. Về tài lộc, xem tử vi năm 2020, tài lộc đến với tuổi Sửu nhiều nhưng tiền bạc cũng phải hết sức cẩn thận. Những mối làm ăn quá dễ dàng nên cẩn thận vì có thể là những công việc sẽ bị pháp luật để ý đến. Đừng vì thấy món hời quá lớn mà quên đi việc phải tuân thủ pháp luật nhé. Người làm kinh doanh nói chung thì công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, bạn sẽ mở thêm được nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào, phòng bị lừa gạt. Những nữ gia chủ tuổi Sửu thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công thì cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 6 âm lịch này, chỉ cần các nữ gia chủ tuổi Sửu nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn một chút, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân gỗ huyết long, tị, dậu, sửu. Các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ liên quan mật thiết đến những nỗ lực của bạn.
Càng nỗ lực nhiều hơn, bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn trong tháng này. Nhưng nếu bạn lười biếng và cố gắng trốn tránh công việc, bạn chắc chắn sẽ không đạt được gì trong tháng này. Mặc dù có nhiều thách thức trong công việc của bạn, có thể nhận được kết quả tốt miễn là bạn nắm bắt được cơ hội. Nữ mệnh tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 sẽ mở rộng sự phát triển trong sự nghiệp vào tháng này và bạn sẽ đạt được kết quả tốt miễn là nỗ lực được thực hiện. Mở rộng chân trời của bạn và tăng cường thực hiện mạnh mẽ trong công việc, bạn sẽ đạt được một cái gì đó xứng đáng. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 6 âm lịch, bạn nên đeo vòng tay tam hợp gỗ huyết long tỵ dậu sửu để tăng cường vận khí, kích cho con đường tài lộc công danh thêm phần hanh thông, rộng mở. Đối với nữ mệnh tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, tháng 6 âm lịch Canh Tý, đối với tuổi Đinh Sửu đây là tháng học, là tháng xây, đây chưa phải là tháng hưởng. Chưa phải tháng tự thành hoa kết thành quả, khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới. Nhưng chỉ cần nữ mệnh tuổi Đinh Sửu bền tâm vững chí, để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân, sắc bén những điểm mạnh mình sẵn có. Bướng bỉnh một chút, lì đòn một chút, kiên cường một tí, ánh bình minh sáng ngời rồi sẽ tới, xua đi những ngày cô đơn mệt mỏi. Sau đó sẽ cho Đinh Sửu cầu vồng rực rỡ. Với Đinh Sửu thì sự học không phải là trong trường hợp, trong trường lớp, không phải học bằng cấp, không phải học ở thầy cô, mà là sự học trong trường đời, học tại bạn bè, chất lọc kiến thức từ thế giới bao la rộng mở. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh, giúp cho tinh thần sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Sử dụng minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tinh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Nữ mệnh tuổi Kỷ Sửu sinh năm 2009. Nữ mệnh tuổi Kỷ Sửu thì con người chịu khó, nhanh nhẹn, tuy nhiên tuổi trẻ thường cơ cực và thành công trong sự nghiệp chỉ đến trong thời kỳ trung hoặc hậu vận. Trong thời gian từ 25 cho đến 27 tuổi, nữ mệnh tuổi Kỷ Sửu sẽ có bước thành công khởi đầu trong sự nghiệp, gặt hái tài lộc. Chuyện tình cảm diễn ra tốt đẹp và thành công. Thời kỳ trung vận của nữ mệnh tuổi Sửu thường phát triển và có nhiều thành tựu đáng kể. Nữ mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Là người hiền lành, thích ở trong nhà, về phương diện tình cảm thì lại thích sự ổn định. Trong mạng, nếu có nhiều cát tinh, phần lớn học cao, hiểu rộng, nhưng thích phiêu lưu, mạo hiểm, thông minh, văn võ, hiển đạt, thường dựa vào học vấn của mình mà làm nền sự nghiệp, rạng rỡ tông môn, được quý nhân phù trợ, có thể giàu sang và nổi tiếng. Bước sang tháng 6 âm lịch, vượng vận quý nhân, mệnh chủ thuận lợi phát triển theo hướng mình mong muốn và gặt hái được không ít thành công. Nữ mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng 6 này, bạn có số đào hoa, đặc biệt là nếu đã kết hôn, có thể sẽ là kẻ giết chết cuộc hôn nhân của bạn. Bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ người đầu tư hoặc có tài chính mạnh. Tháng 6 âm lịch báo hiệu nữ mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ hợp với may mắn thần của tháng này. Thiên nhiên và điều kiện tự nhiên sẽ tạo ra may mắn cho bạn, đặc biệt là trong gió. Kết quả là bạn sẽ nhận được lợi nhuận kha khá từ hợp tác dự án cụ thể, lập kế hoạch tiếp thị, bảo tồn nước, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và các dự án khác. Đồng thời, bạn sẽ rất thích sự nổi tiếng và có thể kết bạn nhiều hơn để thể hiện tốt tài năng của mình. Sử dụng minh quang pháp bảo để kỵ tà hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của nữ gia chủ tuổi Sửu trong tháng 6 âm lịch này,
Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.